Định đi đâu hả? Dạ, con đi gặp ca sĩ Phương Trinh. Dạ. Phương Trinh Julie, hôm nay sẽ qua khám ở phòng khám Nguyễn Đức Nghĩa. Hai đứa con có ai đi không? Thiệt hả ba? Đúng vậy. Trời ơi, Phương Trinh Julie, Phương Trinh Julie cũng bị bệnh đó ba. Không ngã cái ai không bị bệnh. Sao sao có đi không, có đi không, có đi không? Con đi, con đi, con đi. À, vậy đi sao nha, ba qua bệnh trước, con đi trước. Con mẹ ba, không, con không ăn đâu, con qua bệnh, con nhìn Phương Trinh Suy là con nói rồi. Thưa mẹ, con mới về. Làm cái gì? Làm cái gì? Hả? Chồng đi làm về không về là dọn cơm ăn rồi ngồi coi ông Kim Tử Long vỗ tay say sưa vậy. Hả? Thì tôi đi ra thì thấy tivi mở sẵn ngồi coi thì hay, mình phải vỗ tay chứ sao. Vỗ con khỉ đi, đi qua nhà cha ra nấu cơm cho cha ăn luôn đi. Ông sao kỳ cục quá à? Cái hẹp hòi khó ưa quá vậy. Mà giận hận đâu về giận cái chém thớt hay sao vậy? Giận cái chém thớt cái gì? Đây nè, chồng đi về không có cơm ăn mà ngồi vỡ tay chết á. Có tay lát non hả? Tôi nói thiệt ông á, Kim Tử Long á vừa đẹp trai nè, hay nè, mà tới con dễ thương ông gấp bội lần. Ông nói vậy phải không? Đi qua bệnh ở luôn. À, ông nói ấy, ông nói nghe miệng, ông nói nghe, tôi sẽ qua bệnh tôi nấu cơm cho Kim Tử Long ăn. Ông già hẹp hòi khó ưa. Dám nói cho tôi vậy đó. Khó ưa, hẹp hòi. Mệt gì? Trời ơi. Gì vậy? Chú nghe nè. Dạ thưa chú, có khách đặt lịch khám riêng buổi tối á, chú có nhờ không? Trời đất ơi, khám là khám ban ngày chứ rảnh ở đâu mà đến khám buổi tối. Nó hỏi đi ban ngày đi. Không, người ta là ca sĩ á chú. Cái gì? Hả? Dạ Phương Trinh Julie. Hả? Cái gì? Ca sĩ Phương Trinh Julie hả? Là sao? À, diễn viên ca sĩ thì mình chiếu cố. Ở cái nhận đi. À, đến mình khám làm phước. À, rồi ha. Ờ, à, thôi nhận đi con. Dạ. Oh yeah. Đăng status chuẩn bị khám cho Phương Trinh Jolie. Phương Trinh Jolie tới phòng khám mình khám hả bạn? Ờ. Wow. Ủa, con biết hả? Nổi tiếng, sexy girl, bận rồi bốc lửa lắm. Có nhiều pha uống dẻo trên sân khấu mà vừa hát vừa uống dẻo bà. Trời ơi nè. Ủa, đã lắm. Chắc ta dẻo hơn mày vậy. Nó đã lắm. Là không có dẻo gì trơn trọi. Khi nào tới khám bà, khi nào tới tôi không biết. Con canh con chụp hình. Nếu được lúc vô chăm cứu cho con phụ ba con chăm luôn nha. À, đã luôn, đã luôn. Nè con, sao dạ? Kêu mọi người xuống ăn cơm? Con đói quá, con chạy xuống trước luôn bà. Trời ơi, ông trả lời như ông trong gia đình tôi vậy. Chứ sao? Hey, con ngồi ăn chú. Cơm luôn. Ủa, định đi đâu hả? Dạ, con đi gặp ca sĩ Phương Trinh. Dạ. Phương Trinh Julie, hôm nay sẽ qua khám ở phòng khám Nguyễn Đức Nghĩa. Hai đứa con có ai đi không? Thiệt hả ba? Đúng vậy. Trời ơi, Phương Trinh Julie, Phương Trinh Julie cũng bị bệnh đó ba. Không ngã cái ai không bị bệnh. Phương Trinh Julie. Sao sao có đi không, có đi không, có đi không? À, vậy đi sao nha, ba qua bệnh trước, con đi trước rồi mẹ. Không, con không ăn đâu, con qua bệnh, con nhìn Phương Trinh Suy là con nói rồi. Đợi con thay đồ với ba. Trời ơi, ba bây già đầu mà như con nít vậy đó hà. Đẹp đi, anh đẹp đi, ông nên thay đồ cho làm tóc nữa. Thôi, 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 đừng ăn luôn, đẹp ơi. Ở nhà vui lắm mà sao qua đây buồn vậy chú? Ờ. Tụi bay vui rồi, tao buồn để chú Ly vô thấy tao buồn thương tao cho tao chữ ký trước. À, kiểu chiêu chiêu trò á. Chiêu chiêu. Ba trên mẹo mà. Nghe chơi, nghe chú nói nè. Nè nè cô y tá Dung ơi, bây giờ tôi nói vậy nghe, tại vì tôi là người lớn nhất mà tôi vô tôi nhào vô tôi xin chữ ký rần rần nó kỳ lắm. Nó để cho tôi xin chữ ký xong tôi chụp hình xong á cái mọi người muốn làm gì đó làm. Giống như cúng cô hồn mà mình cúng nhang nửa cây rồi ai muốn giật thì giật có hiểu không? À. Chơi năng nổi. Vậy nghe, bây giờ mình đứng mình chờ.
lên đi chứ, trời sao ai cũng buồn giống tôi vậy. Sao được chữ ký đó ba? Trời ơi, chú nói mà phải vui để mình tôi buồn thôi. Mẹ của ba mà chiêu trò quá, xin chữ ký. Trời ơi, cái gì rầm rầm ngoài này vậy? Dạ đợi chị Julie tới chú. Đúng rồi đó. Ca sĩ người ta tới. Biết biết, nhưng đây là phòng khám mà da đầu rồi cũng bay đặt ba cái trò xin chú ký nữa đó. Con là fan điềm đạm mà, khi nào tới người ta mới xin đàng hoàng chứ đâu có rần rần như mấy đứa nhỏ. Ê Phương Trinh Julie, Phương Trinh Julie tới kìa. Trời ơi, chị dạ xin lỗi cô. Phương Trinh ơi, mời cô vô trong. Cô thấy mặt tôi tội nãy giờ luôn á. Đi, mời cô vô trong. Dạ tí ra em ký cho nha. Con nghiệp tôi lắm nè cô. Dạ mời cô. Dạ. Ủa Phương Trinh ngoại đẹp quá chú ơi. Ủa chú bé này là gì của Phương Trinh Jolie vậy? Tôi là anh ruột của cô. Anh ruột đó. Một dòng máu hai số phận luôn ba. Chắc nó sữa cũng nhiều lắm mới được vậy đó. Ráng nha, còn cây kim cuối nè. Dạ. Cô có thấy đau không? Dạ không. À, bởi vì cô là nghệ sĩ nổi tiếng đó, tôi phải làm kỹ. Dạ cảm ơn bác. Dạ. Lẽ ra đó là chạy điện thì nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Nhưng mà chăm cứu bằng cái phương pháp cổ truyền này đó thì nó sẽ không tái đi tái lại. Dạ. Có điều khó nha. Dạ vâng ạ. À, xong rồi. Bây giờ cô cứ nằm yên, cô nhắm mắt tĩnh dưỡng làm một chút. Dạ. Cô sẽ thấy cái chân mình khá hơn. Dạ cảm ơn bác. Đẹp rạng ngời. Chú ơi, sao im re vậy chú? Tao biết chắc đang chữa bệnh trong đó. Có khi nào ông nội châm cứu châm lộn cô chết trong đấy luôn không? Ông tào lao quá. Có anh trai ruột của cậu chồng mà có gì ổng la lên thì giết anh trai ruột bịp đầu mối. Nội tào lao có gì không? Nội là một cái người mà giỏi mà. Dạ. Biết Phương Trinh Julie bệnh gì không? Bệnh gì vậy chú? Tao đâu có biết. Ô cô đã dậy rồi à? Dạ. À. Wow. Cô để chân xuống thử coi. À, cô thấy thoải mái chưa? Ờ, cái chân của em hết đau nè bác sĩ. À. Hay quá. Bớt rồi phải không? Dạ. Mà nè, cũng phải tĩnh dưỡng nha. Đừng có nhảy nhót nhiều nha. Dạ. Hạn chế ca thôi. Để đừng nhảy nhiều nghe. Dạ vâng ạ. Bây giờ tôi gửi cô cái toa thuốc để cô về cô uống để hỗ trợ thêm. Nha. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ nha, bác sĩ hay quá. Dạ bây giờ chắc là cũng xong hết rồi phải không bác sĩ? À xong rồi cô. Dạ tại vì em cũng có cái hộp quan trọng á, em xin phép về trước. À cô. Dạ. Tôi nói này cô, đừng có cười á. Dạ. Thái độ lắm. Thích. Dạ bác sĩ. Thích là cái bà dance của cô thì cứ thế mong chờ. À dạ bà hiếp của em. Thích lắm, tôi thích lắm. Bây giờ cái điều kỳ bác sĩ cứ nói đi không sao đâu, có thể cho tôi xin cái chữ ký được. Cái gì chuyện nhỏ. Dạ bác sĩ đợi em xíu nha. Ủa ký vô sổ à, ký à, cho hình đi, cho hình luôn hả? Viết kìa, hay là viết này, thôi viết đó đi. Hình của người mày biết cũng của người. Bác sĩ ơi, bác sĩ muốn em ghi tên là cái gì ạ? À, tôi Nguyễn Đức Nghĩa. Nguyễn Đức Nghĩa. Đừng cười tôi nhé. Chị dễ thương quá à. Dạ đây. Tôi bắt cả. Chưa kết nha. Đừng có phiền tôi nhé. Dạ không có đâu bác sĩ. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy xong rồi cho phép em về trước nha. Dạ. À khoan. Mắc cười quá à. Cái này tôi thích lắm á. Nhưng mà
Lỡ cho chụp chung lên được không? Chụp một tấm hình kỷ niệm. Chụp hình hả? Chụp hình hả bác sĩ? Ừ, tôi mắc cười. Dạ, chắc không được. Dạ, thôi thôi. Em giỡn với bác sĩ đó. Dạ. Chụp hình dĩ nhiên là được rồi. Ủa? Bác sĩ có điện thoại riêng không? Đây em selfie cho. Ờ, ôi thôi. Không không, selfie nó không có đẹp đâu. Anh chụp giùm tôi. À, vậy anh bảo chụp giùm em với bác sĩ nha. Dạ, đưa điện thoại tới đây. À, mình ngồi hay đứng nha. Chắc mình đứng cho đẹp. Mình đừng cười tới nha. Đâu có đâu. Tôi giống nít. Rồi. Tự nhiên với bác sĩ nha. Bác sĩ bình tĩnh, bác sĩ thoải mái lên cái mặt mình phải cười thoải mái lên chứ vô hình mà cái mặt đơn vậy sao? Tôi hồi hộp. Cười tươi lên nha. Xin lỗi tươi. Nhìn nè, bác sĩ làm vậy nè. Vậy đó, thoải mái lên. Dạ, tự nhiên lên nha. Hai, ba. Mình kiểm tra kìa, mình kiểm tra kìa. Anh đụng ra kìa, sao sao, anh đụng ra. Dạ, mời cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Nè, cô Trinh à. Nè, dạ. Chụp hình phải lịch sự nha chứ. Dạ. Chị ơi, cho mình chị nha. Cô Trinh ơi, gia đình tôi tội nghiệp lắm. Nhưng mà không, tôi không nói chuyện gia đình ở đây. Tôi có mối quan hệ tốt với anh ruột cô lắm đó. Không mấy giờ cô cho tôi xin tấm hình. Một tấm để anh em tôi về thờ thôi. Không, một tấm để về làm kỷ niệm. Tấm về làm kỷ niệm. Cô Trinh vô đây đứng. Dạ, vậy mình chụp tấm hết tất cả mọi người luôn ha. Tấm chung toàn bộ luôn. Mình tập thể cái đi. Anh ruột chụp cho tấm hình anh ruột. Trời ơi, cô hất tóc cái cô thơm quá trời luôn á cô Trinh. Thôi. Rồi mọi người cười tươi nha. Cười tươi. Giờ tôi chụp nha. Nãy ai show tôi nhớ lắm đó nha. Xong chưa anh ruột? Chụp xin lại. Bây giờ Trinh có việc gấp rồi. Chào mọi người nha. Dạ bye bye chị. Thôi em bye bye chị. Anh ruột về nhá. Anh ruột bố đi đâu nhá. La lên là anh ruột nha. Cho người ta đừng có show nữa. Dễ thương quá. Quân Trinh dễ thương quá trời. Ôi, dễ thương quá. Nghệ sĩ là phải vậy. Thân thiện. Thân thiện. Nhớ tắt Facebook. Không. Xe đi. Bây giờ mở hình lên xe đi. Thôi đẹp lắm. Mở hình lên xe. Ôi. Cái gì chân không vậy? Sao toàn chân vậy? Coi chừng cái này, coi chừng tấm này là tấm chụp mà thử thôi cơ. Tấm hả? Trời đất ơi. Cái gì sao có một tấm một mà dò không vậy? Ai kêu mà để xô người ta làm gì? Ai xô? Hai thằng này xô nè. Đâu cố ý đâu. Tại cứ chạy nhảy vô. Cứ tấm hình coi. Chú thử cái giò này là cái giò của Phương Trinh nè. Bây giờ mình ghép cái mặt Phương Trinh vô. Cái giò này là giò của tao nè, tao ghép mặt tao vô. Nhưng mà làm sao người ta tin được? Là cái gì vậy? Chụp có tấm hình không mà nãy mấy đứa này nó show anh ruột của Phương Trinh Soli. Người ta chụp có cái giò không mà ba. Có hình thấy ghét dễ sợ luôn. Bà có xin chữ ký xin tấm hình của Phương Trinh được không? Con xin một tấm cũng được ba. Nghĩ sao vậy? Tôi lớn tuổi rồi. Tôi làm ba cái trò trẻ con đó.